Quay đi. Hello, xin chào các bạn. Mình là Tuấn Vũ S98. Mày ấn nút quay chưa? Rồi. Hai chào anh em bảo xỉa lượng mình là Tuấn Vũ S98. Hôm nay mình trình bày các bạn món con nhưng không phải món. Không phải do mình làm nha, là món phồng tôm. Đây là món mình làm nha, bỏ qua bên này. Ngon qua một món ngon nhiều. Đây, cảm ơn quay đây. Đó là món đây, trình bày bởi siêu nhân Lạc Giang. Lạc Giang gì nhỉ? Tỏi ớt. Lạc Giang tỏi ớt rồi. Okay. Nước mắm. Nước mắm nha. Mấy lắm? Đầy chảo. Đầy chảo á? Ừ. Đây thôi. Chị chưa đầy rồi. Hết cỗ rồi. Ồ. Nào, nguyên liệu có gì à? Nguyên liệu có nạc. Mày có cái gì? Lạc Giang là không thể thiếu nạc. Lạc. Nhớ. Tao chọn cái sốt này lạc đéo chả biết. Dầu ăn. Ra vẻ xịt cho các bạn nhá, các bạn hoàn toàn có thể dầu bình thường được. Nhớ. Cái sốt này này thì là như này có nước mắm, hạt tiêu, ớt quả, tỏi. Thấy chưa? Mình nghịch lên cho thêm tí nghe. Ăn không ngon được chết. Không có muối à? Không cần muối à? Cái này kiểu rang nước mắm nên không có muối. Ok. Kiểu rang muối. Sau đó là rang lạc cho nó chín chín đi chứ. Cái bước tiếp theo đúng không? Nửa bè để anh em tạm dừng video nhá. Bao nhiêu? 1.000 W à? Mắc là 2.000 đúng không? Tức là để lửa 50% các bạn nhé. Đại loại để lửa 50%. Mua lạc đỏ hay lạc rang luôn à? Vâng. Lạc đỏ. Thật ra là theo mình chỉ cần không bị sâu đầu rồi. Chuyển lại xong này. Đây. Đấy. 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 Nào, kỹ thuật vẩy lạc à. Anh ta thể hiện. Ghê không? Đấy. Đấy. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Đấy. Kỹ thuật này mình học mấy lần rồi mà chưa thành công. Thôi nha, là ta tạm tắt đi. Tí nữa quay trở lại ha. Ok. A few moments later. Khi em chú bày ở đây rồi, video rồi. Ok. Trong quá trình ra quên mất không dắt các bạn này. Phải đảo liên tục. Đảo như ra lạc luôn. 24/7 luôn. Liên tục. Đảo đấy. Cháy hết rồi. À bây giờ bắt đầu cho sốt được các bạn nha. Ok. Hơi khói đấy. Lửa nhỏ hay không đấy? Không sợ cháy đấy. Nhỏ đấy. Vẫn 800 kia. Mấy nghìn. Nhẹ hái. Mà nước mắm với cái nước này pha tỷ lệ nhỏ ấy. Tỷ lệ tự chế à? Tỷ lệ ăn vừa mùa thôi. Tự ước chừng nha. Công thức là vô chiêu tặng hữu chiêu nha. Tỏi gấp rưỡi ớt thôi. À. Không cần đường nhỉ? Có ấy thường, đi đường tùy. Thế muối chả thể nói gì. Không có muối rồi đúng không? Hỏi không có muối. Thơm thơm đấy. Thơm 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 đừng của mình tỏi. Cái này, nước mắm. Chín khoảng 80-90% thì bắt đầu cho. Cứ 900% cho được. Cái này nhanh cháy lắm. Thôi có khi bắt ra rồi đấy. Bắt chưa? Được. Không cẩn thận là cháy thôi, đi lấy bát. Cho bát ô tô, cho mình kinh nghiệm mình ủ. Thôi, bát đấy, bát đấy. Rửa bát này là nhìn thấy đẹp hơn không? Con rửa đi không? Lấy bát mới cho thêm mặt không đấy. Đấy đi bơi. Bơi này cho nó người nó giãn gân cốt. Xong. À ok. Ăn đi bơi về xong rồi nó xe lại, nó giòn lại là vừa lại nhỉ. Để nguội là được. Để nguội. Thôi cứ cho ba luôn như thế nữa. Thằng nào ăn phải đoạn cuối dính được cái nước mắm ấy tha hồ mặn. Này bám đều rồi. Em mình chưa có người yêu nhá, các bạn nữ nào cần thông tin liên hệ inbox nhá. Tất nhiên là có phí nhá.
giao bán mọi thể loại hàng ạ. Rồi ta quay trở lại chén các bạn nhá. À, thử viên trước khi trước khi gọi là đi chơi á. Đá với cậu ấy, nhưng mà nó chưa giòn. Cái phết đấy. Để cho mày trong mấy quả ớt đây. Phải dưới. Cái phết đấy. Điểm ngoại là gì? Đâu rồi, ngoài mà giòn là ăn rồi. Hơi tốn cơm ấy. Ra rửa chảo luôn đấy. Chảo này mà không rửa luôn thì nó sẽ rất là... Sạch luôn à? Nó rất là khó rửa. Đang nóng mày rửa sạch ngay. Đấy. Thôi nhá. Chúc các bạn sẽ có một món lạc rang ngon nhà mình nhá.